Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với CID Radio, kênh tâm sự và các chuyện bản thân dành cho các bạn, được phát sóng vào thứ sáu với phiên bản podcast và chủ nhật là phiên bản video clip trong chuỗi clip chủ nhật cùng CID các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã dành thời gian ghé qua kênh cũng như là lắng nghe mình tâm sự hen. Và hôm nay một cái chủ đề mà CD rất là phân vân, các bạn không biết là nên lựa chọn chủ đề nào để nói với các bạn. Thế thì chủ đề đầu tiên á, là nói về cái việc là chúng ta có thể định giá bản thân mình trong một cái cuộc phỏng vấn cũng như là trước đó. Thì đây là một cái chủ đề được nảy ra khi mà tuần chủ nhật tuần trước á, CD thu cái tập là hãy định giá bản thân trước khi bị trả giá trong cái cuộc phỏng vấn ha. Thì tiếp cái chủ đề thứ hai mà phân vân nữa đó là 7 cái cách để lấy lại tinh thần sau chia tay. Thì một cái chủ đề là phát triển bản thân, còn một cái chủ đề đó là về tình yêu đôi lứa. Thì đã hỏi các bạn ở trên Facebook để các bạn chọn, nhưng mà các bạn cứ muốn chọn cả hai. Vậy thì bây giờ không biết thu cái nào. Thì thôi, chốt lại vấn đề là bây giờ CD sẽ thu cái tập là 7 dấu hiệu lấy lại tinh thần sau chia tay vào tuần này ha. Và tuần sau, chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau qua một cái clip, đó là nói về cách định giá bản thân trước và trong cái cuộc phỏng vấn khi mà đi xin việc nha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái chủ đề tình yêu ha. Thì cũng lâu lắm rồi, khá là lâu các bạn trên cái kênh của CD không có nói về tình yêu đôi lứa, tại vì chủ nhân của nó cũng không có tình yêu đôi lứa nên cũng không biết nói cái gì với các bạn. Thì ok, hôm nay sẽ quay trở lại quá khứ, nói chia sẻ lại những cái cách mà CD đã làm để vượt qua một cái khoảng thời gian gọi là sau chia tay. Thì ai chúng ta cũng sẽ có những cái giai đoạn giống như kiểu là bây giờ hôm nay mình cảm nắng một ai đó sau một khoảng thời gian cưa cẩm yêu đương rồi say nắng các kiểu, chúng ta quen nhau, yêu nhau, yêu một khoảng thời gian, ban đầu thì hạnh phúc, cuối cùng thì cũng tan rã xong rồi. Cái giai đoạn sau tan rã, cái giai đoạn mà mình với người kia đã từ người thương trở thành người từng thương, người lạ, nó khá là kinh khủng các bạn. Nhất là những bạn có cái thói quen lụy tình, các bạn quá là yêu thương một người, các bạn dành cho người đó một cái tình cảm rất là đặc biệt, rất là đậm sâu, và các bạn không thể nào bắt bản thân mình ngay lập tức quên đi người đó được, và càng muốn quên thì các bạn lại càng đau thêm, kiểu vậy. Giống như là các bạn biết đó là một cây xương rồng, nhưng mà các bạn không thể nào ngăn bản thân mình tò mò thêm cái cảm giác là cái gai xương rồng nó đâm vào mình như thế nào, và rồi mình bị nghiện cái nỗi đau đó các bạn. Có một cái trạng thái tâm lý đó là nghiện nỗi đau. Các bạn biết là khi yêu người đó các bạn sẽ đau khổ, và người đó đã làm các bạn đau nhiều lần, nhưng các bạn cảm thấy là mình vẫn chịu được cái nỗi đau đó. Và mỗi lần người ta làm lỗi thì người ta sẽ xin lỗi, người ta sẽ chuộc lỗi, thì các bạn lại lấy cái cảm giác mà mình được xin lỗi, mình được chuộc lỗi khi người ta làm lỗi đó, tạo thành cái động lực để các bạn tiếp tục. Cái nỗi đau nó cứ chồng chất nỗi đau, và cuối cùng khi các bạn không chịu được nữa, các bạn bắt buộc mình buông tay, hoặc cũng có khi các bạn không buông được mà người ta chán rồi, người ta buông tay các bạn. Thẳng ra là các bạn bị đá đó. Ừ, hơi đau ha, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thì mình phải chấp nhận, mình nhìn nhận vào thực tế. Ừ, bây giờ ai đá ai, ai chia tay ai, thì cuối cùng cũng là chia tay, cuối cùng cũng là tan vỡ thôi, đúng không? Thì bây giờ cái cách để mình mau chóng lấy lại tinh thần sau chia tay là gì? Đầu tiên á, một cái nguyên tắc đầu tiên luôn ấy các bạn, là mong các bạn hiểu được một điều rằng cái việc chia tay có nghĩa là hai người không hợp nhau. Có thể bạn cảm thấy bạn rất hợp, nhưng mà người ta cảm thấy người ta không hợp với bạn, bạn không phải là mảnh ghép của họ. Hoặc người ta cảm thấy rất hợp, nhưng bản thân của các bạn lại cảm thấy không còn hợp nữa, các bạn không còn tình cảm nữa, các bạn muốn ra đi, các bạn muốn chia tay. Thì đó cũng là một chuyện bình thường, tại vì con người chúng ta sẽ rất là hay thay đổi các bạn. Hôm nay các bạn như thế nào các bạn biết, nhưng mà ngày mai các bạn ra sao, các bạn nghĩ gì các bạn cũng chưa biết, đúng không? Bản thân mình còn không biết tương lai mình như thế nào, thì làm sao mình biết được tương lai của mối tình này, của đối phương của mình. Thì khi mà cái chuyện tan vỡ không muốn á, nó xảy ra rồi á, thì các bạn chỉ còn cách chấp nhận thôi. Và một cái nguyên tắc đầu tiên để mình có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, đó là các bạn đừng hy vọng người ta sẽ quay về.
Và phải hiểu được một điều rằng khi các bạn cần họ, các bạn đã ra sức quan nài, các bạn đã cố gắng sửa đổi, nhưng mà người ta vẫn quay bước đi, người ta vẫn để lại cái nỗi đau cho các bạn. Đố các bạn nha, người ta có biết người ta làm vậy các bạn đau lòng không? Cái chuyện đau lòng nhất trên cuộc đời này không phải là cái việc đó làm tổn thương bạn, cái con người đó làm tổn thương bạn, mà là bản thân họ hiểu rõ cái việc này sẽ làm bạn đau, nhưng họ vẫn chọn cái cách là làm để bạn chịu đau. Chỉ riêng cái việc là người ta biết bạn đau nhưng người ta vẫn cố tình làm, và người ta chọn cái điều làm tổn thương bạn, thì đã không xứng đáng để cho bạn tha thứ về sau nữa rồi. Các bạn phải hiểu rõ điều này nha, là không xứng đáng để quay trở lại với bạn nữa rồi. Thì làm ơn sau này khi mà mình đã ổn rồi á, người ta muốn quay lại á thì cũng lắc đầu lướt qua giùm tôi nha, chứ đừng có yếu lòng. Và đại kỵ nhất là sau chia tay cứ mong người yêu cũ quay về. Không cần, không cần, người ta đã không cần bạn thì tại sao bạn phải còn hạ cái tôi của mình xuống? Các bạn còn vứt bỏ liêm sĩ, sĩ diện của mình, bản thân giá trị của mình để níu kéo một người mà người đó không coi bạn ra cái gì cả. Sao bạn phải làm như vậy, đúng không? Và hãy nhớ rằng cái lúc bạn cần người ta nhất, cái lúc bạn sụp đổ, cái lúc bạn đau khổ, cái lúc bạn không có ai bên cạnh, bạn cần họ, nhưng mà họ vẫn chọn ra đi, và họ coi cái việc mà bạn cần họ là sự làm phiền, thì làm ơn, mừng ơn, sau này tự đứng trên đôi chân của mình được rồi, thì đừng có để cho người ta quay lại làm đau bạn thêm một lần nữa. Giống như một cái vết thương nó đã kết mài rồi, bạn đừng có khựi cho nó chảy máu ra thêm nữa, bạn hiểu không? Nó đang kết mài thì cho nó lành đi, đừng có khựi nó ra cho nó chảy máu để nó bị thương một lần nữa. Chừng nào nó lành rồi nó sẽ trở thành vết sẹo, và khi mà trở thành vết sẹo rồi thì nó cũng là một bộ phận trên cơ thể của mình thôi. Mặc dù nó hơi xấu xí nhưng đó là đánh dấu sự trải nghiệm, bài học của các bạn. Và vết thẹo rồi thì mình cũng không còn đau nữa, đúng không? Thì cái việc chia tay tình yêu cũng vậy. Các bạn hãy nghĩ nó chỉ là một cái vết thương, sau này nó sẽ lành và nó sẽ kết sẹo. Thì đó là bài học của mình, đó là trải nghiệm của mình, và sau này mình sẽ không còn đau vì nó nữa ha. Thì đừng có mong quay lại với người yêu cũ là cái nguyên tắc đầu tiên để mau lấy lại tinh thần, ok? Bạn không mong thì bạn sẽ không thất vọng, và vì bạn không thất vọng nên bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Rồi, điều thứ hai, khóc. Hãy cho phép bản thân mình được khóc, không cần phải kìm nén. Cái việc thất tình và khóc và buồn đau đó là một cái bình thường, nó không có gì gọi là xấu hổ hay là bi lụy hết. Tao mới chia tay bồ, khóc phù hù, khóc đại nhiều vô, ok, chấp nhận. Kiếm đứa nào thân ơi là thân, ra ngồi khóc với nó, tỉ tê với nó cũng được. Nhưng mà chia tay là chia tay thiệt nha, chứ đừng có kiểu mà chia tay xong 2-3 hôm quay lại rồi nó chửi cho, làm phiền người ta. Chia tay, xác định chia tay thật á, thì đi kể, đi khóc, ok, chấp nhận. Tại vì á, khóc chính là linh dược của chữa lành. Khi các bạn khóc, cơ thể của các bạn được tuôn ra những cái bực bội, uất ức, đau khổ trong người mình. Mình không giữ trong người thì mình sẽ nhanh để lấy lại tinh thần hơn, so với cái việc mà các bạn nín, các bạn nhịn, các bạn không khóc. Các bạn tỏ vẻ là ok, tôi bình thường, tôi ổn mà bạn, không có sao hết. Xong rồi về nhà gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà, nước mắt đầm đìa, hức hức trong đêm, ngày này qua ngày nọ. Như vậy không sao, không cần phải che đậy vết thương của mình quá kỹ như vậy đâu ha. Cứ khóc đi, hãy khóc đi, đừng ngại ngùng, chia tay nên khóc. Rồi, thứ ba, điều thứ ba, một cái điều mà CD hay làm, kể ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng mà đây là kinh nghiệm cá nhân thì hy vọng là sẽ giúp được cho các bạn. À, bạn nam hay bạn nữ gì cũng xài cái này được. Cái vụ khóc thì có thể các bạn nam hơi khó, đúng không? À, đàn ông phải nuốt lệ vào tim mới mạnh mẽ cái kiểu, nhưng mà lâu lâu cũng phải khóc chứ, không khóc thì sao giải tỏa được. Rồi qua cái thứ ba này thì bạn nam làm được, và bạn nam sẽ làm rất tốt. Nhậu, các bạn có thể đi nhậu, nhậu lành mạnh nha các bạn, lành mạnh. Lành mạnh ở đây là mình sẽ không có tăng 2, tăng 3 bậy bạ cái kiểu là một, với lại là mình không có nhậu theo cái kiểu mà bê bết làm thành bợm nhậu á, hoặc là nhậu ghiền á. Mà mình nhậu ở đây đó là mình uống, mình kêu một đứa bạn ra xong rồi ngồi tâm sự với nó, uống giải tỏa.
người ta nói rượu vào thì lời ra, bây giờ mình uống rượu uống bia cũng được, uống gì tùy các bạn đó. Nguyên một kệ siêu thị đầy á, các bạn cứ lựa cái loại nào mà các bạn uống vô ngày hôm sau các bạn không bị nhức đầu, không mệt, uống nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện được. Chứ đừng có nhậu theo cái kiểu mà tôi không biết tôi là ai, đây là đâu, rồi người ta bê mình đi đâu, bán thận bán gan mình cũng không biết nha. Cái đó là không có suối nha. Nhậu với người đủ tin tưởng và ở trong một cái môi trường đủ an toàn. Ở CD thì hơi khép kín một chút, mua lon bia về nhà xong rồi bắt đầu uống. Uống thì có đá hoặc là uống lạnh gì cũng được, nhưng mà thông thường uống chưa hết lon là quẻo rồi, đồ nó yếu luôn các bạn, không có biết uống. Tại vì dị ứng cồn thực sự, uống xong là cái mặt nó sẽ đỏ, người nó đỏ hết lên, nên là hạn chế uống đó. Khi nào buồn lắm mình mới uống, mà khi mà mình uống thì mình phải ở trong cái môi trường an toàn nha, chứ không kiểu mà nhậu be bét ngoài đường rồi làm những cái trò điên trò khùng, mọi người xa lánh được cái kiểu, hoặc là làm phiền bạn bè của mình quá thì cũng không nên ha. Thì mình cứ uống trong khả năng của mình, đô mình bao nhiêu thì mình phải biết, còn không biết thì tự mua về nhà tự uống tự xỉn là sẽ biết, điểm lon thì sẽ biết ha. Rồi thì khi nhậu thì các bạn sẽ quên đi buồn ở trong cái lúc mà mình say xỉn á, nhưng mà tới lúc mình tỉnh rồi thì có thể cơn buồn nó ập lại gấp đôi nha, nên là cẩn thận. Thì chỉ áp dụng cái việc nhậu sau chia tay với cái trạng thái tinh thần là khá ổn rồi, nên mình có thể nói chuyện được, tâm sự được với người mình tin tưởng. À, tao với bạn đó chia tay rồi, bạn đó giờ lấy chồng hay là bạn đó giờ lấy vợ đó, rồi hai đứa vô xong rồi lại phá mồi, xong rồi lại tấm tình, có những cái gì buồn bực kể ra, xong rồi lại vỗ vai nhau chia tay nhau, rồi đừng nhà ai nấy về. Lâu lâu mình cũng có những cái cuộc như vậy, nó cũng khá là vui á các bạn. Vui ở chỗ không phải là có niềm vui, mà vui ở chỗ là mình giải tỏa được nỗi buồn với cái người biết lắng nghe. Nhớ nha, biết lắng nghe nha. Còn cái kiểu mà rủ trúng cái người mà người ta chỉ mong mình buồn để người ta được đi nhậu free thì làm ơn ghé giùm nhà tự nhậu cho vừa tiết kiệm vừa đỡ tốn thời gian ha. Rồi ok, thứ tư đi ha. Cái thứ tư đó là làm cái việc gì mà các bạn cảm thấy hồi đó giờ mình chưa dám làm, mình chưa dám làm, mình chưa dám thử, mà mình cũng thích làm cái gì mà cảm giác nó hơi điên rồ một chút, khám phá bản thân một chút, vượt qua chính mình một chút. Ví dụ có những bạn hồi xưa giờ các bạn để tóc rất là dài, dài lắm, dài ơi là dài luôn á, yêu bản thân mình, yêu mái tóc mình ghê, chia tay cái các bạn cắt tóc đi rụp ngắn cũng đúng không? À không, cái tóc này cắt không phải để, không phải chia tay nha mọi người, đừng có hiểu lầm nha. Cái này cắt là vì lý do khác, không có thất tình cắt tóc nha. Vậy ý là đang ví dụ thôi, thường các bạn thử để tóc dài rồi cắt là như vậy ha. Rồi cũng có thể là xưa giờ các bạn chưa từng nhuộm tóc, bây giờ các bạn thử nhuộm tóc cũng được. Phụ nữ thì thường lấy mái tóc ra để thay đổi bản thân, và thực sự cái kiểu tóc nó sẽ làm thay đổi con người luôn á các bạn. Rồi thay đổi cách ăn mặc, trang phục. Hồi xưa thì có thể là mình chỉ mặc những cái bộ đồ quần sọt, áo thun, bây giờ mình thử mình mặc váy, mình trang điểm, mình make up. Hồi xưa thì mình đi ra ngoài mình chỉ có tô son thôi, bây giờ mình bắt đầu mình học kẻ chân mày, quýnh mascara, tô phấn nền được cái kiểu lên đó. Còn các bạn nam thì hồi xưa mình kiểu đi ra ngoài đường mình không thèm soi gương, mình không thèm chải đầu, bây giờ sau chia tay mình nhìn lại bản thân mình qua chán dữ ha, thì ra là mình cũng chán thì nên người ta mới bỏ mình. Thế là bây giờ mình chăm chút bản thân mình lên đúng không? Đó, vì các bạn chăm chút bản thân mình, các bạn biết yêu bản thân mình là một cái điều mà đó giờ các bạn bỏ quên, thì các bạn tự nhiên cảm thấy yêu đời hơn thôi. Khi mà chia tay một người có nghĩa là người đó rời khỏi cuộc đời của bạn đúng không? Thì cái thời gian mà bình thường các bạn để dành chăm sóc người đó, quan tâm người đó, thì bây giờ chăm sóc bản thân mình đi, quan tâm bản thân mình đi, yêu người đó đúng không? Bây giờ người đó đi rồi thì giờ mình yêu bản thân mình đi, đúng chưa? Nói chung là hãy dành thời gian để làm những cái điều mà mình cảm thấy thích, mà đó giờ mình chưa có dám làm, chưa dám thử. Và mình phải yêu bản thân mình hơn, yêu một cách gọi là đúng nghĩa, đúng cách, chứ không phải cái kiểu yêu chỉ qua lời nói. Ví dụ như bạn yêu cái cô kia thì bạn chăm sóc cô đó như thế nào? Cô đó bị thương bạn lo lắng, cô đó đói bụng bạn mua đồ ăn, cô đó buồn thì bạn nói chuyện xả stress đúng không? Vậy bản thân của bạn, khi mà bản thân của bạn đang buồn nè, bạn làm cái gì cho nó?
Bạn làm gì cho bản thân bạn vui đi chứ, đúng không? Bạn đâu thể nào buồn cả cuộc đời vì một người được. Trời ơi, một năm 365 ngày bạn buồn cùng lắm một hai ngày thôi chứ buồn chi nhiều. Một ngày bạn buồn là mất đi một ngày vui, câu cũ mà, đúng không? Rồi với lại là khi mà bạn đang đau khổ, buồn khổ vì người ta thì người ta đang làm gì? Người ta đang vui. Người ta đang vui với niềm vui mới rồi bạn ơi. Người ta đang coi cái clip này để người ta lấy lại tinh thần rồi bạn ơi. Bạn hiểu không? Lấy lại cái vẻ sáng ngời của bạn đi, hào quang của bạn đi. Người này không trân trọng thì sẽ có người khác trân trọng. Người này không xứng đáng thì sẽ có người khác xứng đáng. Đúng chưa? Hãy làm những cái gì bạn muốn, hãy làm những cái gì bạn thích. Mặc kệ những cái ánh nhìn xung quanh, mặc kệ những cái định nghĩa, định kiến xã hội. Nói chung là bạn hãy làm những cái việc mà bạn cảm thấy nó sẽ giúp cho bạn có tinh thần trở lại thì bạn cứ làm. Và nhất là yêu bản thân mình ha. Rồi cái thứ năm là gì ta? Học một cái gì đó mới. Đó đúng rồi, các bạn nên học một cái gì đó mới nha. Khi mà các bạn bắt đầu học một cái gì đó mới có nghĩa là các bạn đang đầu tư cho bản thân của mình. Mà các bạn biết chưa, đầu tư cho bản thân là một cái đầu tư đáng giá nhất ở trên đời này. Có một cái nơi mà các bạn nhất quyết luôn luôn và cần thiết phải đầu tư vào, đó chính là bản thân của các bạn. Bản thân của các bạn sẽ đem lại cho các bạn nguồn tài chính dồi dào. Bản thân của các bạn sẽ đem lại cho các bạn niềm vui, niềm tự tin, hứng khởi, vân vân. Nói chung là nhiều thứ đó. Thì khi mà các bạn học một cái mới, ví dụ như học ngoại ngữ, hoặc là học đàn, học hát, học thuyết trình, học make up, học viết, học làm tóc, học thiết kế thời trang, hoặc đơn giản là các bạn học cách đọc sách đó. Nói chung là cái gì mình cũng cần học và tập hết. Mình cứ học một cái mới, mình thử cho bản thân mình khám phá thêm nhiều cái mới. Có những bạn học nấu ăn cũng quên đi được cái niềm đau khổ khi mà sau chia tay đó. Rồi học make up, khi mà mình make up thì mình thấy bản thân của mình, wow, mình cũng đẹp đấy chứ, mình cũng tự tin đấy chứ, đâu phải là mình xấu như người ta đã nói đâu, đúng không? Phụ nữ chỉ xấu, chỉ không hấp dẫn khi mà họ chưa biết cách làm đẹp mình thôi. Còn khi mà họ đã biết cách làm đẹp rồi thì xin lỗi bạn chứ hơi bị lung linh luôn đó, đúng không? Còn các bạn nam thì sao? Các bạn có thể học một kỹ năng mới, một hoặc là thậm chí các bạn đổi việc để các bạn vào một cái môi trường mới luôn, một cái môi trường mà các bạn có thể khám phá bản thân mình nhiều hơn đó. Với các bạn nam thì tránh trường hợp là mình vùi đầu vào game nha, vùi đầu vào game hoặc là những cái gì đó nó quá mạo hiểm đó, thì dễ dẫn tới những cái hậu quả nghiêm trọng lắm. Nhất là đừng có kiểu dùng người này thay thế cho người kia nữa, thì sau này cái người đau nhất là các bạn chứ không phải ai khác hết đó. Tốt nhất là mình hãy học một cái điều gì mới có ích cho bản thân của mình, cho sức khỏe, cho trí tuệ, cho kỹ năng của mình, cho niềm vui của mình ha. Rồi điều thứ sáu là các bạn nên đầu tư về cái khoản là kiếm tiền. Thì khi mà các bạn tưởng tượng nha, khi mà các bạn buồn á, nếu mà không có tiền thì chắc các bạn chỉ có thể chìm đắm trong nỗi buồn thôi, đúng không? Còn nếu các bạn có tiền thì các bạn sẽ có thể đi ăn những thứ mình muốn nè, mua những thứ mình thích nè, gặp những người mình muốn gặp nè, đi những nơi mà mình muốn đi nè. Mình không có bị giới hạn một cái gì hết, vì bây giờ đa số vật chất nó có thể quyết định được, giải quyết được 80% vấn đề trên cuộc sống này, trừ cái việc là không thể dùng tiền để mua tình cảm thôi. Còn lại thì sức khỏe mình cũng có thể nhờ tiền, tại vì nếu mà mình có vấn đề về sức khỏe mà mình không có tiền là mình chết chắc luôn á. Vậy nên á, các bạn hãy kiếm tiền, hãy kiếm tiền. Khi mà các bạn kiếm tiền thì cái cảm giác mà lương nó về tài khoản á, các bạn cũng sẽ vui hơn. Và các bạn rút tiền ra, các bạn rảnh các bạn ngồi các bạn đếm, đếm thử coi mình có bao nhiêu. Có một cái thú vui là thú vui đếm tiền, các bạn có thể thử nha. Nhưng mà đếm cũng vừa thôi, cái mực in trên tiền nó cũng không tốt lắm đâu ha. Đó, cứ mỗi lần mà tiền nó tinh tinh vô tài khoản là tự nhiên nỗi buồn nó bay biến lắm các bạn ơi. Đúng không? Mình hãy kiếm tiền. Và nhất là các bạn nam phải kiếm tiền được nhiều hơn các bạn nữ nữa. Các bạn nhìn xem bây giờ, từ cái việc chạy xe ôm, giao hàng, cho tới cái việc bưng bê, nặng nhọc, quân vác ở ngoài công trường, rồi văn phòng, rồi những cái công việc như hàng không này kia,
bây giờ là các bạn nữ đang xâm chiếm đó, nó cảm thấy là các bạn nữ hơi bị giỏi luôn, không phải là mình nữ mình khen nữ, mà tự nhiên tôi cảm thấy kể tới đây tôi hơi bị sợ luôn á, tại vì thấy các bả làm dữ quá, mấy bả làm dữ ghê luôn á, đi đâu cũng thấy mấy bả làm, nghề gì cũng có cái thành phần nữ ở trong đó, chứ không có những đặc thù nghề nghiệp chỉ có nam làm, bây giờ nữ vẫn vô làm được, quá là giỏi luôn các bạn, lấy xe taxi được cái kiểu ghê hồn. Nên là bây giờ các bạn nam càng phải cố gắng hơn nữa, các bạn phải kiếm tiền nhiều vô, thì khi mà các bạn có cái nguồn tài chính ổn định á, thì cái người phụ nữ mà các bạn thương, các bạn thích á, người ta sẽ dễ bị thu hút hơn. Không phải là vì người ta ham tiền của các bạn, mà là người ta cảm thấy an toàn hơn. An toàn hơn. Ví dụ mà đơn giản thôi, ví dụ người yêu của bạn nửa đêm nửa hôm bị đau bụng, mà bạn á, thì ở Sài Gòn, người yêu bạn thì ở Hà Nội thôi. Ví dụ nha, người yêu của bạn bị ruột thừa hay là bị đau bao tử, bị cái gì mà phải nhập viện đi, mà không có người thân đi cái kiểu, thì ít ra các bạn cũng có thể, à anh chuyển phí cho em nhập viện, hoặc là anh đã bút xe cho em nhập viện, hoặc là nhờ ai đó đến để đưa người yêu của mình đi nhập viện. Nói chung là khi các bạn có tiền thì các bạn giải quyết được 80% vấn đề cuộc sống rồi, thật luôn á. Rồi khi mà đến mức đã từng có một cái cảnh như thế này các bạn, đó là cái người nữ người ta tới tháng người ta rụng dâu á các bạn, thì quên mua băng vệ sinh đi, thì mới nhờ bạn nam đi mua băng vệ sinh. Nhưng mà bạn nam này không biết như thế nào, không biết bạn ngại hay là bạn thật sự là không có đủ tiền, mà cái bạn đó lại nói là kêu bạn nữ này tự mua đi, vì cái bạn nam lỡ xài hết tiền rồi, giờ không có tiền trong túi để mua. Ủa, một bịch băng vệ sinh thôi mà cũng không mua được nữa các bạn. Thì nếu mà đàn ông mà không có đủ kinh tế để lo những cái nhu cầu cơ bản của người con gái mình yêu vậy, thì không biết là các bạn nữ nó quen để làm gì, đúng không? Và từ một người mà không màng đến vật chất, bạn nữ đó đến với bạn nam làm sao mà không biết bạn nam không có gì được, chắc chắn biết nhưng mà bạn vẫn chọn. Thì sau cái vụ đó có thể bạn nữ sẽ suy nghĩ lại là thực ra vật chất nó rất quan trọng, nó sẽ là nền tảng cho tất cả những cái mối quan hệ luôn. Nếu mà bạn không có đủ vật chất thì các bạn sẽ không giữ được cái người mình thương ở bên cạnh đâu. Người ta không có phải là gạ các bạn mua những cái món hàng giá trị, hay là bắt các bạn phải mua nhà, mua xe, mua điện thoại xịn này cái kiểu. Nhưng mà ít ra các bạn cũng phải cho người ta được cái cảm giác là khi người ta cần thì các bạn sẽ có, và các bạn đảm bảo được cái cuộc sống của người ta sau này, chứ không thể nào bấp bênh được. Tự bản thân họ vẫn có thể lo được, nhưng mà họ muốn các bạn lo. Cái phụ nữ là như vậy á, tự bản thân họ có thể chèo chống được, có thể làm trụ cột được, nhưng mà khi có người đàn ông họ muốn nương tựa rồi thì họ muốn dựa dẫm hơn là tự chủ động. Tại vì nếu tự chủ động trong một cái mối quan hệ thì thôi tôi quen ông làm gì, để tôi tự xử tôi luôn, đúng không? Rồi, thì đó là cái quan trọng của vật chất, rất quan trọng nha. Thì khi mà nói cái khúc này á thì cũng do dự, không biết là có nên cắt không, tại vì sẽ làm một số bạn cảm thấy phản đối lại, phản bác lại, và tự ti hơn về cái phần là mình chưa kiếm được nhiều tiền. Thì cái lời khuyên cho các bạn thì thay vì các bạn tự ti, các bạn phản bác, thì các bạn hãy dành thời gian để mình củng cố thêm cái nền kinh tế của mình, cái tài chính của mình, rồi địa vị của mình, rồi cái sự tự tin của mình. Chính bản thân các bạn, kể cả nữ hay nam luôn nha, hãy thừa nhận một điều là khi trong ví mình có tiền, trong tài khoản mình có tiền, thì mình cảm thấy tự tin hơn khi mình ra bên ngoài. Lỡ xe có xì bánh thì mình cũng có tiền mà sửa, lỡ có đói bụng thì cũng có cái để mà mua ăn, lỡ có khát nước thì cũng có thể mua nước, không phải do dự. Và nhất là ra ngoài đường thấy những cụ bà khó khăn, những người bán vé số khó khăn, những người mà người ta khổ cực hơn mình ấy, người ta không có được đầy đủ như mình á, mình muốn giúp mình cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Đắn đo là nếu mình giúp người ta rồi thì mình còn cái để mình ăn hay không. Thì cái nguyên tắc cơ bản là bạn phải đảm bảo được cuộc sống của bạn thì bạn mới có thể đảm bảo được cái sự quan tâm, lo lắng, rồi củng cố cho cái mối quan hệ mà bạn muốn có ha. Và nhất là người thân của các bạn cũng luôn một lúc nào đó sẽ cần sự giúp đỡ của các bạn, thì các bạn phải xây dựng cái kinh tế mình ổn để mình chuẩn bị cho những trường hợp đó. Vật chất nó rất quan trọng. Vậy nên thay vì buồn vì thất tình thì làm ơn tỉnh lại và đi kiếm tiền đi. Nâng cao bản thân mình lên, nâng cao giá trị mình lên và kiếm nhiều vật chất hơn, để có thể giúp những ai cần giúp, để tận hưởng cuộc sống của mình, để những cái lúc mình buồn mình không có cảm giác là mình phải gặm nhấm nỗi buồn một mình, mà mình có thể giải tỏa bằng nhiều phương thức khác. Rồi gia đình của mình cần thì mình cũng có giúp được.
nói nhiều cái lắm. Hãy kiếm tiền đi các bạn, đừng có kiếm nỗi buồn nữa. À, và cái một điều cuối cùng là điều thứ 7, trong 7 điều mà CD đã làm để vượt qua cái nỗi buồn chia tay lấy lại tinh thần ấy, đó là các bạn giữ cho mình luôn ở trong cái tâm thế bận rộn. Đơn giản là chỉ khi các bạn bận rộn, đủ bận rộn thì các bạn sẽ không có thời gian để nghĩ về những cái chuyện yêu đương buồn khổ nữa. À, các bạn bận rồi thì các bạn phải lo cái công việc của các bạn đó. Thì làm cách nào để bận? Đơn giản lắm, các bạn lấy một cái tờ giấy ra, được không? Lấy một tờ giấy ra, đây là cái cuốn tập mà CD làm mình bận rộn mỗi ngày nè, cho các bạn coi. Đây, nếu quay cam ngược thì các bạn không có đọc được chữ đâu ha. Ở đây là ngày, ghi ngày, rồi việc mình cần làm ha, việc mình cần làm ở đây. Rồi, đây là cái list danh sách công việc mỗi ngày của CD. Mỗi một gạch đầu dòng chính là một việc đó, cố tình cho các bạn không có coi được á, nên là các bạn cũng không cần phải căng mắt coi, tức là mình hiểu được cái cách làm thôi ha. Rồi thì các bạn ghi ra những cái đầu công việc của mình, ví dụ ngày hôm đó là mình đọc sách nè, mình ngồi thiền nè, mình đi bộ nè, mình tập thể dục nè, từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều là mình đi làm. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình làm những công việc gì, mình list ra luôn. Ví dụ hôm qua có khách hàng A là bữa nay cần tư vấn thì đã làm hồ sơ tư vấn chưa? Rồi khách hàng B là bữa nay cần giao hàng là đã book ship chưa? Đó, kiểu vậy. Nói chung là các bạn giữ cho mình trong cái trạng thái tâm lý là lúc nào mình cũng bận. Bận để không phải nhớ những cái điều không nên nhớ và không cần nhớ. Bận để giữ cho tinh thần của mình lúc nào cũng trong cái trạng thái là tỉnh táo. Vì khi các bạn bận, các bạn không có rảnh để các bạn u mê trong cái cuộc tình đã qua của các bạn nữa. Các bạn hiểu không? Và trong những cái việc quan trọng để bận mà CD đã làm, đó là đọc sách. Đọc sách, rất là nhiều sách luôn. Rất là nhiều sách các bạn. Được cho, sách được tặng, sách mua, sách mượn, sách được tài trợ. Nói chung là nhiều loại sách, nhiều thể loại. Mình thích cái nào thì mình đọc cái đó. Rồi sau đó là mình sẽ đi bộ. Cái khoảng thời gian mà CD muốn vượt qua bản thân mình đó là đi bộ, là một cái bộ môn rất là hay. Trong cái tập của CID Radio đã từng đề cập là những cái tác dụng tốt của đi bộ rồi, các bạn có thể tìm lại xem đi bộ CAD Radio thì nó sẽ ra ha. Đó thì khi các bạn đi bộ thì các bạn sẽ tận hưởng được cái nguồn không khí trong lành nè, rồi các bạn sẽ vận động thì ra mồ hôi thì nó sẽ giải tỏa được tinh thần. Khi mà cái đầu mình u mê thì hãy để thân thể của mình thức tỉnh nha các bạn, đó là lời khuyên nhất định. Chúng ta phải vận động nhiều vô để có thể giảm cân nè, để có thể sức khỏe nè, rồi để mình không có nghĩ vẩn vơ nhiều quá. Chạy bộ cũng được đó. Nhiều bạn thì thích chạy bộ hơn đi bộ, rồi tùy vào cơ địa mỗi người mà mình có một cái chế độ tập luyện cho nó đúng nha. Đừng có quá sức, nhưng mà cũng đừng có kiểu cờ lơ thì nó không có tác dụng ha. Hãy tận dụng cái khoảng thời gian chia tay này để mình cải thiện lại bản thân của mình, biến thành một cái phiên bản tốt hơn, hoàn hảo hơn để người ta tiếc. Chứ đừng có kiểu chia tay xong rồi suy sụp tinh thần, rồi ủ rũ, rồi bỏ phế bản thân, xong thời gian sau quay lại người ta thì ngời ngời, còn mình thì ở dưới. Các bạn cảm thấy vậy là có đáng không? Chia tay xong rồi các bạn muốn người yêu cũ người ta tiếc mình, người ta muốn quay lại với mình, rồi mình phủ mình không quay lại với người ta. Hay là các bạn muốn người ta nhìn mình bằng cái ánh mắt trời ơi đó, sao tao quen con đó tao không biết nữa, trời ơi đó không biết sao tao chọn thằng này tao không biết nữa. Các bạn muốn vậy không? Nếu không thì các bạn hãy làm đi. Hãy kiếm tiền, hãy vận động cơ thể, hãy yêu bản thân mình, hãy tìm mọi cách để lấy lại tinh thần sau chia tay. Thì khi đó các bạn mới có được một cái cuộc sống trọn vẹn về mình. Khi một ai đó đến với bạn, người ta làm bạn vui thì ok, bạn welcome, bạn chào đón họ, kiểu vậy. Còn khi mà người ta đã không làm mình vui nữa, mà người ta còn cho mình những nỗi đau, những tổn thương nữa, thì làm ơn bye bye, bye bye, biến lẹ dùm, không tiễn. Không có lý do gì mà giữ lại một người khiến cho mình lúc nào cũng đau khổ, vằn vặt, khóc lóc, không có làm được chuyện gì nên hồn nên trống hết. Không nha, nhất quyết là không nha. Chúng ta đến với nhau để khiến cuộc sống tươi đẹp hơn, chứ không phải đến để hủy hoại nhau trong cuộc đời này. Các bạn phải hiểu điều đó nha. Kiếm người yêu thì cứ kiếm,
nhưng mà không có được vội vàng hấp tấp, chọn mà chọn sai thì chọn lại, chứ đừng có kiểu nhịn đấm ăn xôi mà chưa chắc gì có xôi để cho các bạn ăn đâu, các bạn bị đấm phù mỏ luôn á, cũng không biết được. Và trong một cái mối quan hệ á, có những cái nguyên tắc bất biến, tức là các bạn phải tự đưa ra những cái nguyên tắc của mình. Thì trên CAD Radio cũng có một tập là phụ nữ sẽ hạnh phúc khi có nguyên tắc á, các bạn có thể tìm trong cái từ khóa như vậy, phụ nữ hạnh phúc khi có nguyên tắc CAD Radio ha, thì sẽ chỉ cho các bạn cách lập nguyên tắc. Thì đơn giản các bạn phải tự rào lại là có một cái ranh giới, nếu mà bạn kia đạp qua cái ranh giới đó thì bye bye, không có tiếp tục, không có cơ hội gì hết trơn. Mà các bạn có thể nói trước là ừ em có cái nguyên tắc này, hoặc là khi mà anh làm cái điều này thì em sẽ rất là buồn nên là mong anh đừng có làm, tức là mình đã nói trước cho người ta rồi, nhưng người ta biết và người ta vẫn chọn làm để mình buồn thì thôi bye bye luôn, chứ còn lý do gì ở lại bên nhau nữa. Đơn giản ví dụ như là em không có thích nói chuyện mày tao, yêu đương mà nói chuyện mày tao thì cảm thấy nó không được tôn trọng và không có sự yêu thương nâng niu ở trong này, thì anh đừng có làm vậy, em sẽ buồn cái kiểu. Mà anh biết rồi, nhưng mà mới mốt cãi lộn thì vẫn cứ mày tao thì thôi bye bye luôn chứ. Nhiều người nói cái lỗi nhỏ, nhưng mà từ cái lỗi nhỏ thì nó sẽ thành cái lỗi to. Mà các bạn nên biết một điều rằng khi người ta biết mình sẽ buồn nhưng người ta vẫn chọn làm mình buồn thì mình không có lý do gì để tha thứ hết. À người ta không biết thì mình không nói, này người ta biết người ta vẫn cố tình làm ha. Và trong tình yêu á, cái sự tha thứ nó rất là quan trọng, nhưng với điều kiện đối phương phải chứng tỏ được rằng họ xứng đáng để tha thứ. Còn cái kiểu mà họ làm lỗi xong rồi bạn cứ tha thứ một lần, hai lần, ba lần, tới n lần bạn vẫn cứ tha thứ thì người bỏ đi sẽ là họ chứ không phải là bạn. Tại vì bạn đã mất giá trị trong mắt họ rồi, bạn hiểu không? Rất nhiều lý do để chia tay, nhưng mà một trong những lý do đầu tiên và phổ biến nhất đó là trong mắt đối phương, cái giá trị của bạn đã không còn đẹp, không còn tốt, không còn quý như lúc đầu nữa. Và mỗi một cuộc tình tan vỡ thì các bạn hãy hiểu rằng lỗi không phải hoàn toàn ở người ta đâu, mà phần của bạn nữa. Nếu người ta sai, người ta gây tổn thương cho bạn thì đầu tiên bạn cho phép họ tổn thương bạn trước. Ngay từ lúc đầu bạn cảm thấy không chấp nhận được thì tại sao bạn vẫn tha thứ cho nhiều lần như vậy để người ta tạo thành cái thói quen? Và cái việc gây tổn thương của bạn cũng chẳng có gì là ghê gớm với người ta hết. Trong khi bạn càng ngày càng bị thương nhiều hơn trên cơ thể, trên tinh thần của mình, thì họ cảm thấy cái điều đó rất bình thường vì bạn đã chịu quen rồi. Đừng để chịu đựng trong một mối quan hệ thành thói quen. Và đừng để người khác tùy ý muốn đối xử bạn như thế nào cũng được. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đừng có làm chạm dừng chân của người ta. Muốn làm bến đỗ thì đừng có cư xử và chấp nhận như thể mình là chạm dừng chân. Cũng có một tập trên CAD Radio nói về điều này luôn rồi đó các bạn, lục lại coi nha. Ok, thì tập hôm nay quá dài rồi, dài dữ lắm rồi, hết hơi rồi các bạn. Bây giờ là chủ nhật, và bây giờ là tầm 12 giờ, 1 giờ trưa là thu cái tập này. Thì chỉnh xong chắc là cũng tới tối mới xong, mới có thể up được cho các bạn. Thì rất là mong luôn. Khi mà các bạn xem cái clip này, các bạn sẽ để lại bình luận. Và khi mà trùng hợp hữu duyên, có bạn nào đang buồn, đang khổ, đang khóc á, coi được cái clip này mà làm cho các bạn có lại niềm vui, thì đó là một cái điều rất hạnh phúc với CD. Đó là cái điều CD mong muốn. Thật ra nếu mà có ai đó vì những bài viết, vì những chiếc clip, vì những podcast của CD mà họ có thể thay đổi quan điểm, có thể cảm thấy cuộc đời nó đẹp hơn, yêu đời hơn, yêu bản thân hơn, phát triển bản thân tốt hơn, thì đó chính là những phần thưởng quý giá và vô giá của CD mà các bạn đã dành cho mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa nha. Và nhớ đăng ký kênh nếu bạn lần đầu ghé qua kênh hen. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ và ngủ thật là ngon. Thứ sáu chúng ta sẽ gặp lại nhau với một cái phiên bản podcast. Ok, rồi cảm ơn các bạn và...